giải thưởng nhân quyền hay chiêu thức hậu thuẫn cho những kẻ lật đổ chính quyền thất bại. Việc Đoan Trang được nhận giải thưởng Martineno, một giải thưởng có giá trị khá lớn, khoảng 20.000 đô la Thụy Sĩ, đang khiến cho làng dân chủ quảng bá rầm rộ, tầng bốc, ví von nói như giải thưởng Nobel về nhân quyền. Tuy nhiên, qua tìm hiểu những cá nhân được nhận giải thưởng của tổ chức phi chính phủ cùng tên này cho thấy, phần lớn là những nhà lật đổ chính thể ở các quốc gia vốn bị Mỹ, châu Âu liệt vào danh sách độc tài hoặc không thân Mỹ. Chẳng hạn, Hai người nhận giải thưởng của tổ chức này người Trung Quốc, một là luật sư đòi sửa đổi hiến pháp và có các hoạt động hô hào lật đổ chính quyền Trung Quốc hiện nay mới bị kết án 4 năm tù. Một người là Ngô Duy Nhĩ, lãnh đạo, cầm đầu phong trào vũ trang đòi ly khai, bị kết tội khủng bố cũng đang ở tù. Họ đều được tổ chức Martineno, ca tụng là nhà đấu tranh nhân quyền dũng cảm. Liên hệ trường hợp Phạm Đoan Trang không khác gì, Phạm Đoan Trang bản chất là thành viên tổ chức voi, ngoại vi của Việt Tân, đội lốt NGO xã hội dân sự được voi đào tạo bài bản, chuyên thành lập các tổ chức, hội nhóm, khởi xướng các chiến dịch vận động nhằm thành lập lực lượng chống đối, lật đổ chính thể Việt Nam hiện hành. Thậm chí, Đoan Trang từng vận động thành lập nhóm hiến trương 2000, học hỏi mô hình hiến trương 77, giúp tạo chính thể ở một quốc gia hậu Xô Viết, nhưng thất bại vì bị đồng bọn tố độc tài, cưỡng ép, thiết quân luật, phong trào dân chủ sau thất bại luật hiến trương năm 2000, đoàn trang nuôi ý tưởng thành lập đảng xanh từ phong trào nhóm Green greenchi chuyên biểu tình phản đối thay thế cây xanh ở hà nội. đoàn trang từng ảo tưởng vụ phomosa sẽ giúp cô ta phát động cách mạng cá từ miền trung, từng xíu vào vụ đồng tâm với hy vọng biến đây thành hình mẫu cho lợi dụng quyền đất đai kích động tập hợp lực lượng chống đối chống chính quyền. sau khi tham gia khóa huấn luyện về lãnh đạo xã hội dân sự ở mỹ về nước, đoàn trang từng nuôi dưỡng ước mơ thành ausuki hay giành giải nobel hòa bình việt nam nhưng thất bại trong các cuộc chiến dịch các cuộc cách mạng liên tiếp bị đồng bọn bóc mẽ độc tài tham lam đố kỵ khiến uy tín đoàn trang với chính đồng bọn ngày càng xuống dốc không phanh không quy tụ được chính đồng bọn lực lượng chống phá vốn mỏng manh của mình đoàn trang không giấu diếm quyết tâm đi tù để sau nhiều năm nữa đi tù về có vị thế ở phong trào đối lập bởi cô ta nghiên cứu chỉ với vỏ bọc tù tội mới giúp cô ta nổi tiếng áp chế được đồng bọn gây dựng uy tín với các thế lực hậu thuẫn nước ngoài Quả không sai, con đường đi tù sẽ tạo nhiều hành trang cho Phạm Đoan Trang khi ra tù có nhiều giải thưởng nhân quyền hơn, dễ dàng liên hệ với các tổ chức NGO chuyên hậu thuẫn lật đổ chính quyền bị gắn ghép độc tài như tổ chức Martineno này hơn. Tuy nhiên, với sự dễ dã, nát bét của cái gọi là phong trào dân chủ trong nước như hiện nay, đến khi Đoan Trang ra tù, liệu còn có mấy kẻ có thể giúp bà ta đạt được nguyện vọng ảo tưởng?